Hello guys, Quang Phương xin chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện nghe TOEIC Part 4. Và phần TOEIC Part 4 New Format thì chúng ta có gì khác so với format cũ hay không? Tất nhiên là có khác rồi. Cái điểm khác ở đây đó là chúng ta sẽ có những cái bài nghe mà chúng ta sẽ phải vừa nhìn vào một cái graphic, đúng không ạ? Một cái tranh, sau đó chúng ta vừa kết hợp cái thông tin đó với lại là cái thông tin mình nghe được và mình lựa chọn đáp án đúng cho một câu hỏi. Nào, khi mà chúng ta mới bắt đầu luyện thi TOEIC New Format ở phần listening này thì có rất nhiều bạn sợ hãi cái phần này. Thế nhưng mà dần dà sau rất là nhiều những cái tiết học và hướng dẫn của cô Mai Phương thì các bạn đã dần dần cảm thấy tự tin hơn. Cứ yên tâm đi, là cô sẽ làm thêm và update thêm nhiều những cái bài khác nữa trong cái khóa học này cho các em để các em sẽ thực sự rất là tự tin đối với phần luyện nghe Part 3 và Part 4 này. Ok nhá. Về tiết học ngày hôm nay của chúng ta thì mình sẽ luyện nghe TOEIC Part 4, một cái chủ đề mà thi rất là nhiều trong TOEIC Part 4 đó là chủ đề Shopping and Entertainment. Chủ đề gì ạ? Mua sắm và giải trí. Mình gặp khá là nhiều những cái chủ đề liên quan đến rất là nhiều những cái bài liên quan đến chủ đề này nhá. Thì ở trong Part 4 thì các em biết rằng là Part 4 của chúng ta đó là Short Talks, đúng không ạ? Short Talks là bài nói ngắn. Và cô thấy rằng là cái lượng bài nói ở đây thì nếu như bây giờ mà so giữa một bài TOEIC Part 3 với một bài TOEIC Part 4 của New Format thì cô thấy rằng là cái Part 4 bây giờ là nó cũng chỉ dài tương đương với Part 3 thôi. Trong khi đó ở cái bài thi TOEIC Old Format nhé thì Part 3 nó ngắn hơn hẳn, nó chỉ khoảng độ 4 lượt nói thôi. Và Part 4 thì sẽ dài hơn ha. Part 4 sẽ dài hơn được cái script ấy, nó dài hơn. Tất nhiên một đằng nó là conversation, một đằng nó là talk, là chỉ có một người nói, nhưng mà cái script nó dài hơn ấy. Các em hiểu ý cô không ạ? Ok nhá. Nhưng mà ở new format thì cái script là gần như là tương đương nhau. Có nghĩa là part 3 khó hẳn lên, còn part 4 thì nó cũng chỉ khó tương đương như cũ mà thôi. Đúng không ạ? Đấy là một cái tin vui cho chúng ta. Một cái điểm tiếp theo đó là với những cái bài mà cần phải nhìn vào tranh, đúng không? Trước khi mình nghe đấy thì mình phải nhìn tranh và mình phải đọc thật nhanh các câu hỏi trước khi nghe. Một cái tiêu chí quan trọng để nghe được tốt TOEIC Part 3 và Part 4 đó là cần phải đọc trước câu hỏi trước khi nghe. Nếu chúng ta không đọc trước câu hỏi trước khi nghe thì chúng ta sẽ rất khó để lựa chọn được đáp án chính xác cho các câu hỏi. Nó cái việc mà mình đọc trước câu hỏi và mình hiểu trước câu hỏi nó sẽ chiếm đến 80% cái khả năng nghe của chúng ta. Đấy ạ. Bởi vì các em cứ mường tượng rằng là gì? Nếu như chúng ta không đọc trước câu hỏi, tức là mình không khoanh vùng trước được là nó gồm có những cái gì. Ví dụ như TOEIC nó có khoảng độ 300 cái chủ đề chẳng hạn. Nếu như mình không có biết trước, mình không đọc trước câu hỏi thì chúng ta sẽ phải đi 300 con đường, đúng không? Nhưng nếu như mình đọc trước câu hỏi thì nó sẽ quy gọn lại rằng là gì? Nó chỉ có 12 con đường thôi. Mỗi một câu hỏi mình có 4 đáp án là 4 con đường đấy. Đúng không? Câu hỏi thứ hai lại có 4 cái đáp án đấy, đúng không? Câu hỏi thứ ba mình lại có 4 cái đáp án đấy. Như vậy là mình đã rất là thu, rất là hẹp cái chủ đề của mình, là nó chỉ có rơi vào một trong 4 đáp án đấy thôi. Đúng không nhỉ? Và bây giờ 4 đáp án đấy thì chọn đáp án nào? Hơn nữa, các câu hỏi này nó lại còn liên quan đến nhau. Đấy, và khi mà mình đã làm nhiều các bài tập liên quan, mình đã làm nhiều những cái bài liên quan đến một cái chủ đề nào đấy rồi thì khi mà thi vào cái chủ đề đó thì rất là dễ. Đúng không? Vậy thì cái việc quan trọng nhất đó là luyện tập và luyện thật nhiều các cái chủ đề khác nhau là chúng ta sẽ nghe được thôi. Đúng không? Nhưng mà về cái skills để làm bài, cái kỹ năng để mà luyện nghe thì các em sẽ học theo cái hướng dẫn của cô trong tiết học ngày hôm nay. Ok nhá. Còn là khi đi thi ấy thì chúng ta phải nhớ giúp cô đó là mình đọc thật là tốt cái câu hỏi trước khi nghe. Mình phải dịch được các cái câu hỏi và cố gắng là nhớ được cái câu hỏi nó đang hỏi cái gì. Và sau đó khi nghe thì mình vừa nghe mình vừa trả lời. Ok nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết học ngày hôm nay. Thì đầu tiên liên quan đến cái chủ đề Shopping and Entertainment này thì chúng ta sẽ học trước giúp cô một số những cái từ vựng. Những cái từ vựng này sẽ xuất hiện trong cái bài nghe tiếp theo đây của các em. Chúng ta sẽ cùng đọc giúp cô nhá. Từ đầu tiên chúng ta có từ sensor switch, có nghĩa là công tắc cảm biến. Sensor switch. Switch là công tắc, còn sensor là cảm ứng hoặc là cảm biến, đúng không ạ? Chúng ta có đã đừng bao giờ đi đến những cái nơi mà có đèn cảm ứng chưa ạ? Đi đến đâu là đèn tự bật đến đấy, không cần phải công tắc công đức gì cả, đúng không ạ? Ok nhá. Đấy thì nó gọi là cảm biến hoặc cảm ứng, đúng không? Và sau này sẽ có rất là nhiều những cái căn nhà thông minh, bước chân vào nhà cái là xin chào chủ nhân. Đấy, chủ nhân
có nóng không, chủ nhân có muốn bật điều hòa không. Thông minh hơn nữa là em đo nhiệt độ của chủ nhân lúc này là đang hơi cao hơn nhiệt độ ngoài trời đúng không, em tự động bật điều hòa cho chủ nhân luôn đấy, cảm ứng đúng không ạ, cảm ứng và kết hợp với lại trí thông minh nhân tạo đúng không, artificial intelligence rồi cảm ứng nhé, sensor, sensor switch. Tiếp tục ạ, adjust an invoice, adjust là điều chỉnh, ok nhá, điều chỉnh, và invoice thì nó sẽ giống như là receipt, có nghĩa là biên lai hoặc là hóa đơn. Rồi tiếp nhá, unextended warranty tức là một cái bảo hành được gia hạn. Ok, warranty là bảo hành và extended là gia hạn các em nhá. Rồi tiếp tục, a free inspection là một cái sự kiểm tra miễn phí. Expedite, expedited delivery là giao hàng nhanh, giao hàng nhanh chóng. Alright, quality fabrics là những cái loại vải chất lượng ha, cái loại vải một cái chất lượng, sợi vải chất lượng. Clothing manufacturers, nhà sản xuất quần áo. Weaving machines là những cái máy dệt. An outdoor market là chợ ngoài trời, đúng không ạ? Chúng ta có chợ trời, mình có flea market nữa, đúng không nhỉ? Alright, tiếp nhá. A trade fair là hội chợ thương mại. Feature, feature thì nó có mấy nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là có cái gì. Ví dụ như có một cái gì đấy, ví dụ như là mình nói rằng là trong cái bộ phim này ấy, thì có sự xuất hiện của một ngôi sao điện ảnh chẳng hạn, đúng không? The movie features a star, a movie star, đúng không? Thì feature mang nghĩa là có hoặc là xuất hiện. Rồi tiếp nhá, get in line nghĩa là đến xếp hàng. Office furniture, đồ đạc văn phòng. Outgoing orders là đơn hàng xuất ra ngoài. Prohibited nghĩa là bị cấm. Và packaging room có nghĩa là phòng bao bì hoặc là phòng để đóng gói. Ok chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại với cô các cái từ vựng này nhé. Sensor switch, adjust an invoice, unextended warranty, a free inspection, expedited delivery, quality fabrics, clothing manufacturers, weaving machines, an outdoor market, a trade fair, feature, get in line, office furniture, outgoing orders, prohibited, packaging room. Alright, now bây giờ mình sẽ cùng đến với bài luyện ngay đầu tiên các em nhé. Ở bài này thì để các em có thể nhớ hơn các cái từ vựng cũng như là làm quen với TOEIC Part 4 thì cô muốn chúng ta hãy luyện tập theo các bước như sau. Bước luyện ngay đầu tiên đó là chúng ta sẽ nghe và điền từ vào trong đoạn script sau đây của một bài TOEIC Part 4. Chúng ta sẽ nghe và điền vào giúp cô các cái từ vựng này nhé. Hi Miss Xiao, this is Franklin Moore calling from Franklin Auto Express. I found the problem with your car's air conditioner. You've got a bad sensor switch which needs to be replaced. I ordered the part this morning, but it won't arrive at the shop until tomorrow. So if you'd like, we can offer to lend you a car to use until your car is fixed. Please give me a call back at 555-0101. Alright, và bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra đáp án các em nhé. Hi, Michelle. This is Franklin Moore calling from Franklin Auto Express. I found a problem with your car's air conditioner. Now, air conditioner là aircon, là cái điều hòa đúng không nhỉ? Air conditioner. You've got a bad sensor switch. Bạn có một cái công tắc cảm biến rất là tệ. Which needs to be replaced. Cái mà sẽ cần phải được gì? Thay thế. I ordered the part this morning, but it won't arrive at the shop until tomorrow. Sáng nay thì tôi đã đặt cái hàng này rồi. Thế nhưng mà đến tận sáng mai thì nó mới đến cơ. So if you like, we can offer to lend you a car to use until your car is fixed. Vì thế nếu như ngài muốn ấy, thì chúng tôi có thể đề nghị là cho ngài mượn xe, một cái ô tô để sử dụng cho đến khi mà cái ô tô của ngài được sửa xong. Please give me a call back at 555-090101. Đấy, một lần nữa thì chúng ta lại được thấy một cái dịch vụ rất là tuyệt vời, đúng không nhỉ? Ở nước ngoài ấy, là người ta là như thế này. Người ta làm việc một cách rất là chuyên nghiệp và rất là chu đáo, đúng không ạ? Ở đây là chúng ta thấy là một cái đoạn script của Part 4 như thế này khá là ngắn nha, không có dài so với TOEIC Part 4
Trước đây old format đúng không ạ, và kể cả so với dạng part 3 thì phần này cũng khá là ngắn đúng không, và các từ cần điền ở đây thì chúng ta nghe được khá là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch lại cho cô ấy cái bài này để các em có thể nhớ hơn nghĩa của một vài cái từ vựng trong bài này nhé. Hi Miss Xiao, this is Franklin Moore calling from Franklin Auto Express. I found the problem with your car's air conditioner. You've got a bad sensor switch which needs to be replaced. I ordered the part this morning, but it won't arrive at the shop until tomorrow. So if you'd like, we can offer to lend you a car to use until your car is fixed. Please give me a call back at 555-0101. Alright, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập các em nhé. Ở bài tập này, chúng ta sẽ nghe lại cái bài nghe vừa rồi. Đó là một cái đoạn tin nhắn điện thoại, đúng không ạ? Và cái tin nhắn ghi âm này chúng ta cần phải trả lời giúp cô 3 câu hỏi như sau. Bây giờ khi đi thi là mình sẽ được nhìn thấy câu hỏi luôn và mình không có được nghe trước như thế, đúng không? Đi thi mình không có được nghe hai lần. Ở nhà thì mình nên làm theo cái cách này. Đó là mình được nghe này, mình nghe xong mình nghe dịch rồi này khác để giúp mình nâng cao hơn kỹ năng trước khi mình có thể tự mình làm bài. Đây là lý do tại sao mà ở cuối tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ không cho các em nghe ở trước nữa mà các em sẽ phải tự nghe luôn vào bài, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình mới bắt đầu học ấy thì các em nên bắt đầu theo những bước mà cô hướng dẫn trong tiết học ngày hôm nay. Đó là gì? Nghe điền từ trước, nghe dịch, rồi sau đó là tập nghe và trả lời câu hỏi. Khi nào mà mình đã quen rồi ấy, mình có nhiều từ vựng rồi, mình nghe quen rồi với các chủ đề như thế này, thì lúc ấy là mình có thể là quăng một bài bất kỳ ra và mình sẽ nghe và mình tự làm câu hỏi luôn rồi mình trả lời luôn. Trả lời xong mình lúc ấy mình mới xem script và mình xem đáp án rồi mình dịch bài. Đó. Như vậy thì ở đây cô muốn hướng dẫn cho các em cái cách để các em có thể luyện part 3 và part 4. Bởi vì sao? Bởi vì là có rất nhiều bạn nói với cô rằng là không biết cách luyện part 3 và part 4, không biết cách luyện như thế nào để đạt điểm số cao. Thì ở đây cô đang đưa cho các em cái cách luyện nghe part 3, part 4 hiệu quả nhất và đã giúp cho rất rất nhiều bạn học sinh của cô Mai Phương là đạt maximum điểm nghe luôn, 495 điểm nghe luôn, chính là bằng cái cách như thế này. Và các bạn đó cũng có một điểm chung với các em rằng là gì? Khi mới bắt đầu đến với cô nhá, thì cũng là em không nghe được. Đúng không? Bệnh chung, em không có nghe được. Nhưng mà học xong một khóa của cô là nghe được tuốt, nghe được điểm cao, điểm tối đa luôn. Đó là bởi mình học đúng cách. Thì đây là cái cách học tốt nhất đối với part 3 và part 4. Được chưa? Bây giờ trả lời cho cô 3 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất đó là cái người nói này là làm việc ở đâu? Được chưa? Câu hỏi thứ hai đó là người nói rằng là ông ấy vừa mới làm gì? Và câu hỏi thứ ba đó là người nói đề nghị làm gì? Khi mà đi thi ấy thì không phải chỉ đọc mỗi câu hỏi không đâu, mà còn phải lướt qua các đáp án luôn. Phải nhớ cả đáp án luôn ấy thì nghe nó mới dễ. Ê, nhưng mà ở đây thì cô không có dịch đáp án cho các em nữa, vì lý do là các em vừa mới được nghe script từ trước rồi, đúng không? Bây giờ cô dịch nữa thì nó quá dễ, nên là cô không có dịch ở đây. Đó, nhưng mà nếu như đặt điều kiện là đi thi và mình không được nghe cái gì cả mà bù phát là nghe luôn một bài như thế này, thì chúng ta sẽ phải dịch hết cả câu hỏi và các đáp án trước khi nghe. Được chưa? Ok nhá. Nào bây giờ các em nghe lại một lần nữa bài hội thoại, bài tin nhắn ghi âm này. Các em nghe lại một lần nữa và sau đó thì lựa chọn giúp cô đáp án của 3 câu hỏi vừa rồi nhé. Questions 71 through 73 refer to the following telephone message. Hi, Ms. Xiao. This is Franklin Moore calling from Franklin Auto Express. I found the problem with your car's air conditioner. You've got a bad sensor switch, which needs to be replaced. I ordered the part this morning, but it won't arrive at the shop until tomorrow. So if you'd like, we can offer to lend you a car to use until your car is fixed. Please give me a call back at 555-0101. Number 71. Where does the speaker work? Number 72. What does the speaker say he has done? Number 73. What does the speaker offer?
Alright, và bây giờ sẽ là đáp án ạ. Câu hỏi thứ nhất, người nói ở đây là làm việc ở đâu? Thì đương nhiên là một cái cửa hàng sửa chữa ô tô đúng không? Đang sửa chữa ô tô cho cái ông này. Ông này bị hỏng điều hòa, đúng chưa? Chứ không phải là một cửa hàng điện tử, không phải là một công ty ống nước, plumbing nhá. Và cũng không phải là một cái dịch vụ lau dọn, đúng chưa? Ok, câu hỏi số 2, người nói rằng là ông ấy vừa mới làm gì? Vừa mới sắp xếp một cái lịch hẹn, không phải nhá. Hoàn tất một cái việc sửa chữa, cũng không phải đúng không ạ? Điều chỉnh một cái hóa đơn, cũng không phải nhá. Mới đặt hàng, cái này đúng này. Mới đặt hàng nhưng mà hàng nó chưa có đến, đúng không ạ? Và câu thứ 3, đó là người nói mới đề nghị cái công việc gì? Vì là hàng chưa đến, tôi đề nghị là to lend you a car, đúng không ạ? Cho mượn xe, như vậy ở đây sẽ là use of a vehicle. Sử dụng một cái phương tiện xe. Đây là một cái bảo hành gia hạn thêm, kiểm tra miễn phí, và đây là giao hàng nhanh thì không phải nhá. Thì cái này mình sẽ chọn là việc là sử dụng của một cái phương tiện. Ok, ở trong cái script của chúng ta ấy, thì người ta nói rằng là lend you a car, là cho bạn mượn xe, đúng không nhỉ? Nhưng mà đáp án ấy thì các em đừng có expect, đừng có mong là nó sẽ ghi là lend you a car, lend the other person a car. Đừng có mong là người ta gọi là chép lại y nguyên script và đáp án cho mình, đúng không ạ? Mà người ta sẽ sử dụng một cái cụm nó khác khác đi một tí. Ví dụ ở đây là offer cái use of a vehicle là được rồi, đúng không? Là cung cấp một cái việc sử dụng của một cái loại phương tiện xe. Thế là ok rồi, chứ chúng ta đừng có mong rằng là nó lại phải là gì? Nó lại phải là lend you a car mới được nhá. Use of vehicle nó là một dạng paraphrase. Đó. Và mình có thể gặp trong phần part 4 này. Ok nhá, đấy là bài đầu tiên. Bây giờ mình sẽ cùng đến với bài thứ hai. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc là nghe và điền giúp cô vào đoạn script sau đây nhé. Welcome to the Hoffman Textiles Factory Tour. As most of you know, our factory provides quality fabrics to clothing manufacturers around the world. During the tour of the facility, you'll see the care that goes into making each of our many types of fabrics. Now, normally we'd start by showing you how fabric is made on the weaving machines, but another tour group is still in that area. So today we'll start in the final packaging room and do the tour in reverse, visiting the weaving machines at the end. Then we can offer you a 10% discount on fabric purchases today only. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra đáp án các em nhé. Welcome to the Hoffman Textiles Factory Tour. As most of you know, our factory provides quality fabrics to clothing manufacturers around the world. Xin chào mừng các bạn đến với tour tham quan nhà máy dệt Hoffman. Như hầu hết các bạn đã biết thì công ty của chúng tôi là cung cấp sợi, vải sợi chất lượng cao tới các cái nhà sản xuất quần áo trên khắp thế giới. During the tour of the facility, trong suốt cái tour của cái cơ sở tham quan của chúng tôi đấy, you'll see the care that goes into making each of our many types of fabrics. Bạn sẽ nhìn thấy ấy, cái sự cẩn thận mà nó đi vào cái việc sản xuất mỗi cái loại mặt hàng trong rất nhiều những cái mặt hàng vải sợi của chúng tôi. Now, normally, we'd start by showing you how fabric is made on the weaving machines. But another tour group is still in that area. Nào, bây giờ thì thông thường thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy là cái vải sợi này được làm như thế nào ở trên những cái máy dệt. Thế nhưng mà lại có một cái nhóm tham quan khác lại đang vẫn còn ở trong khu vực đó. So today, we'll start in the final packaging room and do the tours in reverse, visiting the weaver machines at the end. Và vì thế hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái phòng đóng gói thành phẩm cuối cùng trước, và chúng ta sẽ tham gia cái tour này theo hình thức là ngược lại, in reverse. Ok, in reverse có nghĩa là gì? Đi cái khâu cuối trước và lên đầu, đúng không ạ? Mình sẽ thăm cái nhà máy dệt là ở cuối cùng. Then we can offer you a 10% discount on fabric purchases today only. Và sau đó thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái phiếu giảm giá 10% trong việc mua những cái mặt hàng vải sợi này chỉ trong duy nhất ngày hôm nay mà thôi. Đồng ý không ạ? Ok nhá. Và các em biết không, cái văn này chính là văn của Trung Quốc. Chính là văn của Trung Quốc. Cô đã từng đi khá là nhiều các cái tour du lịch đi Trung Quốc. Và các em biết không, có một cái điều mà thực sự là cô phải hết sức là khâm phục đối với lại là những cái người lái buôn Trung Quốc.
đúng không ạ? Đó là họ bán hàng rất rất khéo. Cô nghĩ rằng là không có đâu bán hàng kinh khủng về khéo như là người Trung Quốc, đúng không ạ? Họ bán rất là khéo. Ví dụ như là khi mà đi mua trà chẳng hạn nhá, là người ta sẽ mời chúng ta vào xem thí nghiệm rằng là cái trà này nó cái gì, nó thanh tẩy rồi các thứ này khác như thế nào. Mình cho cái nước trà này mình cho vào thế này thế khác là thanh tẩy cơ thể rồi này khác, rồi uống vào đẹp da rồi vân vân này khác, rất là ghê. Thí nghiệm xong là đi ra rồi uống trà rồi thưởng thức các thứ trong một cái bầu không khí nó rất là muốn mua hàng đó. Đấy, bao giờ cũng đi thăm chỗ này chỗ kia, thăm thú các thứ hết, xong rồi cuối cùng là hôm nay là chúng tôi giảm giá đặc biệt cho các bạn. Thực ra ngày nào chúng tôi cũng giảm giá đặc biệt như vậy, đúng không? Thế nhưng mà các bạn lại là tôi, chúng tôi rất là quý cho nên là chúng tôi vẫn giảm giá đặc biệt đấy. Tóm lại là rất là khéo, và vì thế nên là rất là khó để mà không mua hàng. Và hồi đấy là họ giảm giá xong rồi họ lại mang máy tính ra rồi họ tính toán này khác là nếu như bạn dùng cái này thì coi như là bao nhiêu một tháng, chỉ mất bao nhiêu ở này khác. Nói tóm lại là rất là kinh khủng các em ạ. Vì thế nên ấy, có một cái điều mà hết sức lưu ý, đó là chúng ta đừng có mua hàng Trung Quốc, đúng không ạ? Một cái kinh nghiệm đặt ra ở đây là đừng mua hàng Trung Quốc là xong. Ok nhé. Đấy. Và đây là một cái bài nghe part 4 mà các em phải thấy rằng là người ta đang có hướng dẫn là đi các nơi xong rồi đấy là offer mua hàng như thế này. Chúng ta cũng học được các cái từ vựng ở trong bài này đúng không? Ok nhá. Bây giờ cô muốn các em hãy dành thời gian nghe dịch lại cái bài này, vừa nghe và vừa dịch nhá, để chúng ta có thể nhớ hơn nữa các cái từ vựng có trong bài nghe này. Welcome to the Hoffman Textiles Factory Tour. As most of you know, our factory provides quality fabrics to clothing manufacturers around the world. During the tour of the facility, you'll see the care that goes into making each of our many types of fabrics. Now, normally we'd start by showing you how fabric is made on the weaving machines, but another tour group is still in that area. So today we'll start in the final packaging room and do the tour in reverse, visiting the weaving machines at the end. Then we can offer you a 10% discount on fabric purchases today only. All right, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe và trả lời câu hỏi các em nhé. Chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là cái tour này có khả năng nhất là đang diễn ra ở đâu, đúng không ạ? Nào, most likely là có khả năng nhất, đúng nhỉ? Thế nhưng mà mình nghe xong bài đương nhiên mình phải đoán được là nó đang là cái bài diễn ra ở đâu, đúng không? Câu hỏi số 2 đó là người nói rằng là cái gì đã thay đổi trong cái tour này ha. Thì cái này cũng là một cái câu mà chúng ta nghe ở trong bài, chúng ta cần phải hiểu để chúng ta có thể trả lời được. Câu hỏi số 3 đó là người nói đề nghị tặng cái gì cho người nghe. Dễ không? Quá là dễ luôn, đúng không ạ? Và cái kiểu như này xuất hiện rất là nhiều trong TOEIC, kể cả part 3 lẫn part 4, mà chẳng nhẽ mình lại không làm được, đúng không? Nghe nó vô lý ra, đúng không ạ? Chẳng qua là chúng ta không học thôi, không học cô Phương thôi thì không làm được, đúng không? Còn nếu mà học thì chắc chắn là sẽ làm được, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe và lựa chọn giúp cô thật chuẩn xác đáp án của 3 câu này nhé. Questions 80 through 82 refer to the following tour information. Welcome to the Hoffman Textiles Factory Tour. As most of you know, our factory provides quality fabrics to clothing manufacturers around the world. During the tour of the facility, you'll see the care that goes into making each of our many types of fabrics. Now, normally we'd start by showing you how fabric is made on the weaving machines, but another tour group is still in that area. So today we'll start in the final packaging room and do the tour in reverse, visiting the weaving machines at the end. Then we can offer you a 10% discount on fabric purchases today only. Number 80. Where is the tour most likely taking place?
Number 81. What does the speaker say has changed about the tour? Number 82. What does the speaker offer the listeners? Alright, và bây giờ sẽ là đáp án các em nhé. Ở câu hỏi thứ nhất đó là cái tour này có khả năng nhất là diễn ra ở đâu thì đương nhiên là sẽ là ở gì? Fabric Factory. Ngay câu đầu tiên thôi người đã nói rằng là Welcome to the Hoffman's Textiles Factory rồi đúng không? Ok nhá. À, chứ không có phải là ở chợ, không có phải là ở bảo tàng mà cũng không phải là cái hội chợ thương mại. Đúng không ạ? Ở câu số 2 đó là cái thay đổi ở đây đó là thay đổi cái gì? Đó là ở cái nhà máy dệt là đang có một cái nhóm tour khác ở đấy nên là mình không có bắt đầu cái này được mà mình sẽ phải là do in reverse đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây sẽ là cái starting location nó đã có cái sự thay đổi, đó là cái địa điểm bắt đầu của mình thay đổi đúng không? Mình bắt đầu ở cái điểm cuối. Đó là cái packaging room trước chứ không phải là weaving machine trước đúng không ạ? Chứ không phải là cái thời lượng đi tham quan, không phải là cái khoảng cách đi tham quan và cũng không phải là cái người hướng dẫn du lịch. Đúng chưa? Ok, và câu hỏi thứ ba đó là cái người nói này đề nghị cái gì thì đương nhiên sẽ là special discount. Giảm giá bao nhiêu phần trăm ạ? 10%, đúng nhỉ? Ok nhá. Chứ không phải là một cái tour dài hơn, không phải là một cái thẻ thành viên miễn phí hay không phải là một cái mẫu thử sản phẩm. Ok nhá, mà nó là một cái giảm giá gì? Miễn là một cái giảm giá đặc biệt 10%. Đúng chưa? Nào, khi đi thi nhá. Khi mà các em đã làm quen rất là nhiều bài như thế này rồi ấy, thì khi đi thi các em sẽ tự dưng làm được. Đúng không ạ? Đây là một cái điểm mà cô đã trải nghiệm rằng là gì? Khi mà đi thi ấy, thì có nhiều bạn nói rằng là em đọc câu hỏi thôi ấy, là đã hết thời gian. Thế xong là em nghe xong rồi là phân tích tình huống này khác, để trả lời không kịp này khác đúng không? Nhưng mà như cô đi thi chẳng hạn nhá, là các câu hỏi như này cô đọc xong là cô đã còn dễ, có khi cô còn đoán được là nó là cái chủ đề gì rồi cơ. Đoán được đáp án rồi cơ, không thèm nghe đề luôn là đã bắt đầu thấy đoán mang máng rồi. Mà nghe là chủ yếu là để confirm và lựa chọn nó chính xác thôi. Bài kết thúc một cái là cô chọn gọi là gì đây? B, C, A là một nhóm cái là xong. Xong là cô lại đọc bài tiếp theo. Mà cô thấy rằng là cái thời gian nó trôi đi còn chậm ấy. Trong cái việc trong cái lúc mà bài nghe thật này, cô thấy là nó còn chậm ấy. Tại vì cô thấy là cô đọc xong chán rồi mà chẳng thấy nó nói bài gì cả. Đấy, thì các em có thể hiểu một cái điều rằng là gì, khi mà mình rất là quen rồi ấy thì nó không khó. Rồi có lúc em sẽ còn giỏi hơn cả cô nữa. Đồng ý không ạ? Có nhiều học sinh giỏi hơn cô Vương luôn mà nhá. Nên là các em cứ yên tâm học, cứ cày nhiều vào là làm được. Chú ích là như vậy, chỉ cần cày nhiều một chút là mình sẽ đạt được cái điểm rất là cao. Ok ha. Thế bây giờ mình sẽ cùng đến với bài thứ 3. Broadcast, bản tin đúng không ạ? Bản tin đài phát thanh. Chúng ta hãy nghe và điền giúp cô vào cái đoạn script sau đây nhé. Thanks for listening to Radio KVS. I want to remind all our listeners that our free summer concert series starts next week. The first show will feature legendary guitarist Dimitri Phillips performing with his band, so this will be a big event. The performance is next Wednesday in Salisbury Park beginning at 7, but make sure you get in line early for your free ticket. Attendees can bring in their own food and drink, but certain items are prohibited. For a full list of what is allowed in the park, check out the Park Department website. And if you can't make this show, there will be many concerts throughout the summer. All right, chúng ta cùng kiểm tra đáp án các em nhé. Thanks for listening to Radio KVS. I want to remind all our listeners that our free summer concert series starts next week. Cảm ơn vì đã lắng nghe đài phát thanh KVS. Tôi muốn nhắc tất cả quý độc giả, quý thính giả đúng nhỉ, rằng là cái series hòa nhạc mùa hè miễn phí của chúng tôi sẽ bắt đầu vào tuần sau. The first show will feature legendary guitarist Dimitri Phillips. Là cái show diễn đầu tiên thì sẽ có xuất hiện, thấy không? Người ta hay dùng cái này. Cái show này có sự xuất hiện của ai? Người ta dùng từ feature. Will feature một cái gì đây ạ? Huyền thoại guitarist đúng không ạ? Một cái nghệ sĩ guitar huyền thoại Dimitri Phillips performing with his band. So this will be a big event. Sẽ biểu diễn với cái ban nhạc của ông ấy, vì thế nên là đây sẽ là một cái sự kiện rất là lớn đúng không ạ? The performance is next Wednesday in Salisbury Park
beginning at 7, but make sure you get in line early for your free ticket. Cái buổi biểu diễn sẽ diễn ra là thứ tư tuần sau ở cái công viên này, bắt đầu vào lúc 7 giờ. Nhưng hãy nhớ là bạn cần phải xếp hàng sớm để có vé miễn phí. Attendees can bring in their own food and drink, but certain items are prohibited. Người tham dự có thể mang đồ ăn thức uống của riêng mình đi, thế nhưng mà một số những cái vật phẩm là bị cấm. For a full list of what is allowed in a park, check out the park department website. Để có được cái danh sách chi tiết về những cái gì được cho phép ở công viên này thì hãy kiểm tra cái website bộ phận phòng của công viên. And if you can't make this show, there will be many concerts throughout the summer. Và nếu như bạn không thể tới được cái buổi hòa nhạc này, cái buổi biểu diễn này, thì vẫn còn rất nhiều những cái buổi hòa nhạc khác xuyên suốt mùa hè. Ok nhá. Với cái độ dài như thế này, đây là một cái độ dài tiêu chuẩn cho một bài Trick Part 4, new format. Ok nhá. Cô muốn các em hãy nghe và dịch lại một lần nữa cái đoạn script vừa rồi nhá. Thanks for listening to Radio KVS. I want to remind all our listeners that our free summer concert series starts next week. The first show will feature legendary guitarist Dimitri Phillips performing with his band, so this will be a big event. The performance is next Wednesday in Salisbury Park, beginning at 7, but make sure you get in line early for your free ticket. Attendees can bring in their own food and drink, but certain items are prohibited. For a full list of what is allowed in the park, check out the Park Department website. And if you can't make this show, there will be many concerts throughout the summer. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và sẽ trả lời giúp cô các câu hỏi sau đây. Đây là ba câu hỏi của bài nghe part 4 này. What is the talk mostly about? Cái đoạn nói này chủ yếu là nói về cái gì? Một câu hỏi rất là dễ đúng không? Bây giờ nghe một bài xong mà không biết là người ta nói về cái gì thì còn nói chuyện gì nữa, đúng không ạ? Câu số 2, đó là người nói ngụ ý cái gì khi nói rằng là there will be a big event. Đó là sẽ có một cái sự kiện lớn. Nào, câu hỏi này là loại câu hỏi đặc thù của Trick Part 4 New Format. Theo kiểu New Format là người ta hay hỏi là muốn ý là gì khi nói cái câu này, thì chúng ta sẽ phải hiểu vấn đề để trả lời câu này. Và đây chính là cái ý khó của phần New Format. Được không? Ngụ ý là gì? Tức là thực sự là phải nghe hiểu. Rồi, câu số 3. Why does the speaker suggest that listeners visit a website? Tại sao người nói lại gợi ý rằng là người nghe sẽ phải visit, phải tham quan một cái website? Đó. Thì nhá, nếu mà các em để ý trong script ấy, thì cái chữ website này này, khi mà mình nghe thấy cái từ website này này, thì cái đáp án nó đã ở phía trước rồi. Bởi vì cái câu đó người ta nói rằng là gì? Các em cứ nghe đi nhá. Nghe và trả lời đã rồi sau đó quay lại cô chữa thì cô sẽ nói cái ý này ha. Ok, bây giờ các em nghe và các em hãy trả lời giúp cô ba câu hỏi này đã nhá. Questions 92 through 94 refer to the following broadcast. Thanks for listening to Radio KVS. I want to remind all our listeners that our free summer concert series starts next week. The first show will feature legendary guitarist Dimitri Phillips performing with his band, so this will be a big event. The performance is next Wednesday in Salisbury Park, beginning at 7, but make sure you get in line early for your free ticket. Attendees can bring in their own food and drink, but certain items are prohibited. For a full list of what is allowed in the park, check out the Park Department website. And if you can't make this show, there will be many concerts throughout the summer. Number 92. What is the talk mostly about? Number 93. What does the speaker imply when he says, "This will be a big event"?
Number 94. Why does the speaker suggest that listeners visit a website? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa bài các em nhé. Câu đầu tiên, cái bài nói này chủ yếu nói về cái gì? Đáp án A là một cái series hòa nhạc. Đáp án B là một cái lễ trao giải âm nhạc. Đáp án C là một cái show truyền hình. Và đáp án D là một người khách mời. Một người phát biểu khách mời thì ở đây đương nhiên sẽ là concert series. Trong bài đã đề cập đến rất là rõ đúng không? Câu số 2, người này ám chỉ cái gì khi nói rằng là có một cái sự kiện lớn? Đáp án A, đó là những cái đánh giá rất là tích cực. Đáp án B, người biểu diễn là nổi tiếng. Đáp án C, vé thì đã bán hết rồi. Và đáp án D là cái địa điểm của cái sự kiện này thì quá nhỏ. Người ta không hề nói gì đến cái venue của nó, đúng không? Không nói gì đến review của nó. Ở đây ám chỉ là sự kiện lớn là không phải là vé bán hết mà là do cái người biểu diễn là nổi tiếng, đúng không? Legendary guitarist, đúng không nhỉ? Nghệ sĩ guitar huyền thoại. Nên là nó rất là cái sự kiện rất là lớn. Và cái từ ám chỉ này chúng ta trả lời được vì lý do tại sao. Vì các em để ý giúp cô nhé. Ở trong cái script của chúng ta ấy, người ta nói cái từ so như này. So là vì vậy. So this will be a big event. Vì vậy nó sẽ là sự kiện lớn thì chứng tỏ là cái này, cái câu này ấy, là vì sao thì nó cái lý do của nó sẽ nằm ở phía trước. Đúng không? Đúng không ạ? Khi người ta dùng từ so thì nghĩa là cái ý của nó nằm ở phía trước này. Thì ở đây cái ý ở phía trước ở đây sẽ là cái người biểu diễn nổi tiếng vì nó là legendary guitarist, đúng không ạ? Và câu này nhá. Câu này người ta nói rằng là hãy đến thăm website để có được cái full list of the of items. Đó, mình có một cái danh sách đầy đủ của những cái thứ mà mình được phép là được allowed ở trong công viên. Đó, thì trong website sẽ có một cái full list, một cái danh sách đầy đủ của những cái mặt hàng này. Đó, người ta nói rằng là được phép mang food and drink, đúng không nhỉ? Nhưng mà một số những cái items là bị cấm, prohibited. Và để có được một cái danh sách đầy đủ của những cái được allowed thì mình phải vào website, đúng không? Như vậy đáp án A là để đọc cái chương trình khuyến mãi, không phải nhá. Để truy cập cái lịch trình sự kiện, không phải nhá. Để trả tiền đăng ký trước cũng không phải. Và để kiểm tra danh sách những cái mặt hàng mà được approve. Cái này đúng không? Không phải mặt hàng mà nó là những cái vật dụng hay là những cái vật phẩm ấy mà được cho phép. Thì approve với cả allowed là như nhau, đúng không nhỉ? Và câu này thì đáp án đúng là đáp án D, đúng chưa? Rồi bây giờ quay lại nhá. Các em để ý cho cô này. Khi mà các em nhìn thấy cái từ website này thì cái đáp án nó ở phía đây rồi. Đúng không? Người ta nói rằng là để có được full list of what is allowed in the park, check the website. Thì có nghĩa rằng là khi nghe ấy, nếu như các em đợi đến từ website thì đáp án nó lại ở trước cái từ website mất rồi. Vì thế nên ấy, chúng ta bắt buộc là phải đọc kỹ câu hỏi trước khi nghe. Rồi khi nghe thì mình nghe cả câu, từng câu một, nghe cả câu và kết nối các câu với nhau mới được. Chứ không phải là, website, mình vừa nghe từ website xong rồi đáp án đâu nhỉ thì vứt. Cái kiểu đó sẽ là vứt, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ phải nghe và hiểu từng câu một là cả câu luôn. Ok nhá. Rồi, và vì thế nên là nghe cả câu thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu này. Cái show này nó có một cái người diễn nổi tiếng, vì vậy nên nó sẽ là một sự kiện lớn. Nghe cả câu thì mình sẽ trả lời được là cái lý do sự kiện lớn là bởi vì the performer is famous, đúng không? Và hơn nữa mình phải cảm nhận được cái ý người ta muốn nói nữa cơ. Chứ không phải là trong bài người ta không hề nói rằng là performer is famous, mà người ta nói rằng là legendary guitarist performing with his band. Em phải tự hiểu được, đúng không ạ? Dùng cái từ cảm nhận nghe nó hơi hoành tráng, đúng không? Nhưng thực tế là mình phải nghe là hiểu ấy. Người ta nói thoáng qua thôi là mình phải hiểu rồi, đúng không? Mà muốn hiểu được như thế thì chúng ta sẽ phải luyện tập. Luyện tập là sẽ hiểu được kiểu như vậy. Tức là nghe thoáng mà là biết ý rồi, đúng không? Là như vậy, là nó nhanh như vậy, đúng không ạ? Tại sao có những người nhanh hiểu ý và có những người chậm hiểu ý, đúng không? Đều là do luyện tập hết cả. Một người va chạm nhiều, gặp nhiều người, đấy, suy nghĩ nhanh, có cái sự tiếp xúc nhanh thì sẽ là rất là nhanh hiểu ý ha, thì sẽ nhanh nhẹn hoạt bát. Còn những cái người mà chẳng bao giờ làm cái gì, suốt ngày ru rú ở nhà thôi và không có tiếp xúc với ai thì sau khi nói nghĩ mãi mới hiểu ý người ta muốn nói gì, đúng không? Ngay cả tiếng Việt cũng như vậy thôi, và đời sống hàng ngày của chúng ta cũng như vậy thôi. Vì thế nên chúng ta nghe nhiều lên là mình sẽ tiếp xúc, tiếp cận nhiều và mình sẽ nhanh hơn. Ok nhá. Và học giỏi tiếng Anh thì
sẽ tạo nên một cái kỹ năng cuộc sống rất là tốt đấy, để sau này đi làm cũng rất là giỏi ha. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài luyện tập nghe nữa trước khi đến với phần practice các em nhá. Bây giờ các em cũng sẽ nghe cho cô và điền script cho cô cái bài luyện nghe sau đây. Hi Susan, I'm calling about the office furniture we delivered to Harmon's and Sons recently. They said their first floor looks really good, but they are going to need 20 chairs and 12 whiteboards for their boardrooms upstairs. They recently merged with another company, so I think they will have a lot more staff in their building soon. Make sure you check what we have in the warehouse. If we are missing anything, we need to order it today. Also, before you send the order, please have me sign off on it. As the manager, I need to sign all outgoing orders before they leave the office. Please let me know when you have the order prepared. Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Hi Susan, I'm calling about the office furniture we delivered to Hamas and Sons recently. Xin chào Susan, thì tôi đang gọi điện ấy để nói về những cái đồ đạc văn phòng mà chúng ta đã giao tới Hamas và Sons, đúng nhỉ, gần đây. They said their first floor looks really good, but they're going to need 20 chairs and 12 whiteboards for their boardrooms upstairs. Họ nói rằng là cái tầng 1 ấy thì trông rất là đẹp rồi, nhưng mà bây giờ là họ sẽ chuẩn bị cần thêm là 20 cái ghế và 12 cái bảng cho cái phòng gọi là phòng boardrooms, đúng nhỉ, ở trên lầu. Phòng boardroom rất là phòng dành cho điều hành đấy, đúng không ạ? They recently merged with another company, so I think they will have a lot more stuff in their building soon. Họ gần đây là đã sát nhập với lại một cái công ty khác, vì vậy mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ có rất là nhiều nhân sự thêm ở trong văn phòng của họ sớm thôi. Make sure you check what we have in the warehouse. If we are missing anything, we need to order it today. Hãy nhớ rằng là bạn cần phải kiểm tra những thứ mà chúng ta có ở trong nhà kho, warehouse, nhà kho nhé. Nếu mà chúng ta thiếu một cái gì đấy thì chúng ta cần phải đặt hàng nó hôm nay. Also, before you send the order, please have me sign off on it. Hơn nữa này, trước khi bạn gửi đơn đi thì hãy cho tôi ký nháy lên trên, đúng không ạ? Ký là để ý là đã được duyệt bởi sếp đấy, đúng không? As a manager, I need to sign all outgoing orders before they leave the office. Please let me know when you have the order prepared. Vì là quản lý ấy, nên là tôi sẽ cần phải ký trên tất cả những cái đơn hàng đi trước khi mà chúng rời khỏi văn phòng. Và xin hãy cho tôi biết là khi nào mà bạn đã chuẩn bị xong cái đơn hàng, đúng không ạ? Ok nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch lại với hệ thống máy tính các em nhá. Mình tập dịch lại và nghe lại cái bài này. Hi Susan, I'm calling about the office furniture we delivered to Harmon's and Sons recently. They said their first floor looks really good, but they are going to need 20 chairs and 12 whiteboards for their boardrooms upstairs. They recently merged with another company, so I think they will have a lot more staff in their building soon. Make sure you check what we have in the warehouse. If we are missing anything, we need to order it today. Also, before you send the order, please have me sign off on it. As the manager, I need to sign all outgoing orders before they leave the office. Please let me know when you have the order prepared. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi các em nhé. Đây chính là một cái kiểu 2x new format, đó là chúng ta sẽ có một cái graphic như thế này, được chưa? Và dựa trên cái bản ghi âm thì chúng ta sẽ, bản ghi âm điện thoại vừa rồi, chúng ta sẽ trả lời cho cô ba câu hỏi sau đây. Ở đây mình có một cái order form, nhìn hơi mờ một tí, là mình sẽ có những cái thứ như là tables, whiteboards, rồi là office cái gì đó, đúng không ạ? Tức là những cái đơn hàng, những cái mặt hàng ở đây. Tiếp theo là quantity in stock và quantity to order, đúng không ạ? Tức là trong kho có bao nhiêu và cái số lượng mà cần phải đặt hàng là bao nhiêu, được chưa? Ok nhá. Đấy. Rồi tiếp theo đó là mình có ba câu hỏi như sau.
Câu hỏi thứ nhất đó là nhìn vào cái bảng này, được chưa? Thì chúng ta nhìn được xem là chúng ta sẽ cần phải đặt hàng thêm cái mặt hàng nào, đúng không ạ? Đây là một câu hỏi khá là khó, nhưng mà nếu như mà mình đã nghe quen ấy thì không khó, được chưa? Ở đây mình có thứ nhất là office tables and chairs, chairs and drafting tables, whiteboards and office chairs, chairs and whiteboard, đúng không ạ? Bây giờ quan trọng là mình khách đang cần cái gì và mình đã có cái gì, đúng không ạ? Thì sẽ dẫn tới là mình sẽ cần phải order như thế nào, đúng không ạ? Rồi tiếp nhá, câu số 2 đó là người nói ở đây là mong chờ cái gì về cái công ty này, đúng không ạ? Mong chờ cái gì? Rồi câu thứ 3 đó là người nghe được yêu cầu là phải làm gì trước khi đặt hàng. Ok nhá, thì chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa cái bài này, sau đó chúng ta sẽ quay lại và xem cô Phương chữa nhá. Questions 92 through 94 refer to the following telephone message and order form. Hi, Susan. I'm calling about the office furniture we delivered to Harmon's and Sons recently. They said their first floor looks really good, but they are going to need 20 chairs and 12 whiteboards for their boardrooms upstairs. They recently merged with another company, so I think they will have a lot more staff in their building soon. Make sure you check what we have in the warehouse. If we are missing anything, we need to order it today. Also, before you send the order, please have me sign off on it. As the manager, I need to sign all outgoing orders before they leave the office. Please let me know when you have the order prepared. Number 92. Look at the graphic. Which items need to be ordered? Number 93. What does the speaker anticipate about the company? Number 94. What is the listener asked to do before making any orders? Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Ở câu đầu tiên, cái mặt hàng mà cần phải đặt hàng ở đây sẽ chính là gì đây ạ? Whiteboards and office chairs, đúng không nhỉ? Ở trong bài, chúng ta thấy là người ta nói rất là rõ ở đây rằng là gì ạ? Là cần thêm 20 cái ghế và 12 cái bảng trắng, đúng không? Đấy, whiteboards and office chairs, đúng không ạ? Đấy, và kiểm tra xem là có còn không ấy. Thì ở đây mình thấy là whiteboards và office chairs ở đây là đều hết. In stock là trong kho, đúng không ạ? Trong kho ở đây là đang đều hết. Và vì thế nên mình sẽ cần phải order, đúng không ạ? Mình cần phải order đây là 12 cái whiteboards và 20 cái office chairs, đúng không ạ? Cái bài này là mình sẽ cần phải order cả hai cái nhá. Nhưng mà đi thi có thể là các em sẽ gặp một cái bài khác là ở cái graphic của nó người ta sẽ cho rằng là cái này mình có rồi và mình không cần phải order. Đấy. Vậy thì cái câu hỏi đây đặt ra là cần phải order mặt hàng nào? Thì trong cái bài này mình sẽ cần phải order là cái whiteboards and office chairs. Nhưng trong bài khác có thể là chỉ cần whiteboards thôi hoặc là chỉ cần office chairs thôi. Có hiểu ý cô không ạ? Thấy nhá. À, câu số 2 đó là người nói đây là sẽ đang dự đoán cái gì về công ty này. Đáp án A là sẽ không cần thêm đồ đạc nữa. Đáp án B là họ sẽ có thêm nhiều nhân sự ở trong văn phòng. Đáp án D đó là những cái phòng họp này sẽ được cải tạo. Và đáp án D đó là nhân viên đang dịch chuyển văn phòng. Thì ở đây đương nhiên nó sẽ là có nhiều nhân viên hơn, đúng nhỉ? Người nói mong đợi là sẽ có nhiều nhân viên hơn. Ok nhá. Và câu số 3 đó là người nghe được yêu cầu làm gì? Đáp án A đó là tự ký. Đáp án B là đảm bảo rằng là giám đốc đã ký. Đáp án C là hãy mang thêm giấy thêm đến. Hoặc là đáp án D đó là chuẩn bị một cái biên lai giao hàng. Thì ở đây là phải cho giám đốc ký, đúng không? Ở trong bài rất là rõ là với tất cả những cái outgoing orders là manager là phải sign off on it. Ok, như vậy đáp án đúng đây của mình sẽ là đáp án B. Ok không ạ? Như vậy là mình đã xong cái phần luyện tập tiết học ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái phần thi thử các em nhé. Cô sẽ giao chúng ta 2 bài. Ok nhá, 2 bài liên quan đến chủ đề shopping and entertainment. 2 bài nghe. Và chúng ta sẽ nghe như thế nào? Các em sẽ phải tự đọc câu hỏi trước và nghe ở trong những cái bài nghe này. Ok nhá, thì mình sẽ nghe thử cái bài này. Sau đó các em sẽ quay lại và xem cô Phương chữa nhá. Questions 95 through 97 refer to the following tour information and brochure. Can I have everyone's attention at the front of the bus? Well, I hope you enjoyed your lunch at Emmons Cafe.
As I mentioned earlier, it first opened in 1882 and has been operating longer than any other restaurant in Carter City. Now, if you look out the windows on the left, you'll see that we're entering the Carter Nature Preserve. And according to our schedule, we're right on time. We'll be spending about 2 hours here, and it might rain, so be sure to grab your jackets. As you get off the bus, I'll pass out booklets with information about the plants and birds you'll be seeing in the preserve. Number 95. What does the speaker say about Emmons Cafe? Number 96. Look at the graphic. What time is this talk most likely being given? Number 97. What does the speaker say she will distribute? Questions 98 through 100 refer to the following broadcast and map. And now for the Radford City Sports News. We were all disappointed that the championship basketball game between our own Eagles and the Bulldogs was canceled last Saturday night because of the big snowstorm. The game has been rescheduled for this Thursday evening at 7 o'clock at the Radford Arena. Tickets are going fast, but don't worry if you can't get a ticket. You can watch the game on the local television channel. Snow removal is ongoing, and all parking areas at the arena will be open except one. The area that'll be closed is the one closest to Main Street. Go Eagles! Number 98. Why was a basketball game rescheduled? Number 99. According to the speaker, why might a listener watch a game on television? Number 100. Look at the graphic. Which parking area will be closed? Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Chúng ta có hai bài và hai bài này không phải là hai bài dễ, đúng không ạ? Ok, bài đầu tiên của chúng ta là gì? Chúng ta có một cái bảng, cái lịch trình cho cái tour đi, tour tham quan, đúng không? Thì chúng ta có này, tham quan bảo tàng vào 10 giờ sáng, ăn trưa vào lúc 12 giờ 30, đi bộ trong rừng, trong tự nhiên đấy là 1 giờ 30 và cái biểu diễn ở rạp hát đó là 4 giờ 30 chiều. Ok nhá. Và câu hỏi của chúng ta như sau. Câu hỏi thứ nhất đó là người nói gì về cái quán cà phê Emon? Đáp án A là nó phục vụ cái đồ ăn truyền thống. Đáp án B là nó có nhiều địa điểm ở trong khu vực. Đáp án C nó là cái nhà hàng gọi là lâu đời nhất trong thành phố. Và đáp án D là gần đây nó đã giành được một cái giải thưởng. Câu số 2, nhìn vào cái này, cái graphic này, đúng không ạ? Và cái bài nói này có khả năng nhất là đang diễn ra vào lúc mấy giờ? Ok? Vào lúc mấy giờ trong số 4 cái giờ này, đúng không ạ? Và câu số 3 đó là người nói gì là sẽ phân phát cái gì? Đáp án A đó là sách hướng dẫn thông tin, đáp án B là ô, đáp án C đó là chai nước và đáp án D là bản đồ. Rồi, đây là script của chúng ta nhá. Can I have everyone's attention at the front of the bus? Tôi có thể mọi người có thể chú ý lắng nghe một chút vào lúc này là ở phía trước của xe buýt được không? Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đã rất là yêu thích, rất là thích cái bữa ăn trưa của mình ở quán cà phê Edmund. Như vậy ở đây là lên xe buýt và là sau khi ăn trưa, đúng không? Nói tiếp nhá, như tôi đã đề cập đến trước đây thì nó đã được mở cửa từ năm 1882 và nó đã vận hành lâu hơn bất kỳ một cái nhà hàng nào khác ở cái thành phố này. Thành phố Carter này, đúng không ạ? Và bây giờ nếu như bạn nhìn ra ngoài ở cửa sổ ở phía bên trái đấy thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đang đi vào trong một cái khu vực, đó là khu bảo tồn thiên nhiên Carter. Ok? Và theo như cái lịch trình của chúng ta thì chúng ta đang đến đúng giờ và chúng ta sẽ dành khoảng 2 tiếng ở đây và trời có thể là sẽ mưa, vì thế hãy nhớ là hãy
mang cái áo khoác theo. Khi mà bạn xuống xe buýt thì tôi sẽ phát cái sách hướng dẫn thông tin về những cái loại cây hay những cái loài chim mà bạn có thể nhìn thấy ở cái khu bảo tồn này. Ok nhá. Như vậy này, người ta nói gì về quán cà phê Edmund ạ? Là nó là cái nhà hàng lâu đời nhất đúng không? Nó đã lâu đời hơn bất kỳ một cái nhà hàng nào khác trong thành phố này đúng không ạ? Và câu số 2 đó là lúc này đang là lúc mấy giờ ạ? Rõ ràng là sau ăn trưa và đang chuẩn bị đi tới cái khu bảo tồn đúng không? Đấy thì ở đây sẽ là phù hợp nhất là nó khoảng giữa này đúng không? Đang đi ăn trưa và chuẩn bị đến đây đúng không ạ? Thì hợp lý nhất sẽ là vào khoảng lúc 1:30 đúng chưa? Là đến cái khu bảo tồn này, chuẩn bị đến cái khu bảo tồn này đúng chưa? Và câu số 3 đó là người nói rằng là sẽ phân phát cái gì thì sẽ là cái sách thông tin đúng không? Informational booklets. Ok nhá. Rồi, bài số 2 chúng ta lại có một cái graphic nữa và cái graphic này chính là một cái map. Chúng ta có arena là một cái vũ đài hoặc là cái đấu trường. Và ở đây mình có bãi đậu xe A, B, C và D. Ở đây mình có đường Main Street và ở đây mình có đường Northern Boulevard. Đúng không ạ? Câu hỏi thứ nhất của chúng ta đó là tại sao là người ta sẽ lại đổi lịch ấy cho một cái chương trình bóng rổ, một cái trận đấu bóng rổ bị rời lịch ấy. Đáp án A đó là một số cầu thủ đã bị ốm. Đáp án B là một chiếc xe buýt của đội đã bị hỏng. Và đáp án C, cái vũ đài này, cái đấu trường này ấy, thì đang được sửa chữa. Và đáp án D đó là thời tiết rất là xấu, đúng không ạ? Và câu số 2, theo như cái người nói này thì tại sao mà một cái người nghe có thể là sẽ xem một cái trận đấu ở trên TV? Đáp án A đó là nếu như mà dự toán là có bão tuyết. Đáp án B là nếu như vé đã bị bán hết. Đáp án C là không còn chỗ đậu xe. Hay đáp án D là nếu như cái trận đấu này được chơi ở bên ngoài thành phố. Và câu số 3 đó là hãy nhìn vào cái biểu đồ đó đúng không? Cái bản đồ đó đúng không ạ? Và cái bãi đậu xe nào sẽ bị đóng cửa? A, B, C hay là D? Rồi bây giờ mình sẽ cùng xem script với em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ là đến với cái phần tin tức thể thao thành phố Radford. Và tất cả chúng ta đều rất là thất vọng khi thấy rằng là cái giải đấu vô địch bóng rổ thì giữa cái đội Eagles của chúng ta và đội Bulldogs đã bị hủy vào thứ bảy tuần trước là do có bão tuyết lớn, đúng không nhỉ? Và cái trận đấu này đã được rời lại vào tối thứ năm tuần này vào lúc 7 giờ ở đấu trường Radford. Vé đang được bán rất là nhanh, thế nhưng mà đừng lo, nếu như bạn vẫn chưa có được vé thì bạn vẫn có thể xem trận đấu ở trên đài truyền hình địa phương ở nhà. Và cái việc mà dọn tuyết, cào tuyết thì đang diễn ra và tất cả các bãi đậu xe ở cái đấu trường này sẽ được mở cửa ngoại trừ một cái. Cái khu vực mà sẽ bị đóng cửa đó là cái thứ mà cái mà nó gần nhất đối với đường Main Street. Nào, hãy tiến lên Eagles. Ok. Nào, như vậy ở đây là cái trận đấu bóng rổ đã bị rời lại đó là do làm sao ạ? Do thời tiết xấu, đúng không ạ? The weather was bad. Và câu số 2, theo như cái người nói ấy, thì tại sao cái người nghe có thể xem trên TV? Là bởi vì nếu như không có vé, đúng không? Vé mà được bán hết rồi thì cũng đừng lo lắng và có thể xem ở trên TV, đúng không nhỉ? Vậy là if tickets have been sold out. Và câu số 3, đó là nhìn vào cái bảng ấy, thì cái bãi đậu xe nào sẽ bị đóng cửa? Thì cái bị đóng cửa chính là cái mà gần nhất với đường Main Street, đúng không nhỉ? Đây, cái bị đóng cửa sẽ chính là cái mà rất là gần với lại là đường Main Street. Và đường Main Street thì nằm ở đâu? Đây, Main Street đây. Và cái mà gần nhất đối với đường Main Street đóng cửa đây sẽ chính là cái Parking C. Đúng chưa? Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là Parking C. Ok nhá. Rõ ràng là để mà làm được tweak new format for listening thì chúng ta đòi hỏi cái kỹ năng nghe hiểu thật sự là phải thật sự là tốt. So với bài thi TOEIC trước đây ấy thì TOEIC new format khó hơn rất nhiều, đặc biệt là phần TOEIC part 3 part 4 này, bởi vì chúng ta chắc chắn là phải hiểu vấn đề, hiểu sâu sắc vấn đề đấy thì chúng ta mới có thể làm được. Người ta chỉ đổi dạng bài đi một tí thôi, thế nhưng mà chúng ta lại phải có thêm rất nhiều kỹ năng thì mới có thể làm được bài. Nhưng mà đừng quá lo lắng ạ, chỉ cần các em dành nhiều thời gian với cô Phương thôi thì tất cả những thứ này đều sẽ trở nên nhảm nhí đối với lại chúng ta. Ok nhá, các học sinh thân yêu của cô Mai Phương, các em hãy cố gắng là xem tất cả các video bài giảng của cô nhá. Thì chắc chắn là các em sẽ chuẩn bị rất là tốt cho kỳ thi sắp tới. Các em cứ nhìn xem, cô Phương rất là tự tin. Thì chắc chắn là các em cũng sẽ không phải lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong tiết học sau nhá. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em.